Thật sự thì mình khá là bất ngờ vì những cái tác phẩm rất là đặc sắc và tràn đầy ý tưởng của các bạn trẻ. Nhìn bạn thì mình thấy được tuổi trẻ của mình, những cái thấy đam mê và hoài bão của mình. Và mình cảm giác là cuộc thi này thật sự là rất là có ý nghĩa và cần được tổ chức lâu và dài hơn. Mình cảm thấy rất là phấn chấn khi mà được tham gia cái lễ trao giải của cuộc thi Nét Tết, bởi vì là mình nhìn thấy những cái tác phẩm của các bạn trẻ thì nó rất là nhiều màu sắc và rất đa dạng về nội dung. Mình thấy đây là một cái cơ hội, một cái cuộc thi mà để dành cho các bạn có thể thể hiện tài năng sáng tạo, lại rất là gắn kết với cuộc sống cũng như là gia đình của mình. Về cá nhân của mình thì cuộc thi này là dịp mình có thể thể hiện tài năng cũng như là thể hiện được cái tôi cá nhân trong nghệ thuật của mình. Thì mình xin cảm ơn đơn vị đã tổ chức cuộc thi vô cùng ý nghĩa. Cảm xúc em thì rất là bất ngờ khi mà biết được mình đã đạt giải trong cái cuộc thi lần này. Em cũng muốn cảm ơn các ban giám khảo và em tin chắc đây sẽ là một cái sự bắt đầu hành trình của mình trong cái công việc sản xuất các video trong thời gian tới.